rồi ok thưởng chào cả nhà ha bữa nay mình cũng test cái mẫu pin uh, xám xong ha có cục pin mới test đây thì cái mẫu pin xám này test dung lượng một c 2 dòng pin xám này dòng xả 30 mươi ha, chạy chạy cho mấy phay máy cắt còn pin màu uh, tím này thì anh em xài cho sạch vô phòng với đèn ở đầu ha đó thì pin này mình test dung lượng đây ra là hai nghìn rưỡi ha pin nó hàng sáu ra hàng sáu chẩn ha nó hàng tư hàng rưỡi là cũng quá ok cái này chạy cho cái đèn đỏ đầu hả Nó đèn pin đỏ đầu anh xài hai cục như vậy thì đèn đỏ đầu mình xài là tầm 6 7 tiếng ăn lên ha đó hai cục này xài cái vô cái đèn đỏ đầu ta số giờ tao bán là pin cũ thì anh em xài được 4 5 4 5 tiếng hoặc 3 tiếng là pin yếu nha là nó chỉ gắn pin cũ thôi dung lượng nó sẽ có một phần ba có pin này còn hai cục pin này dung lượng là 5.000 đây còn pin cũ thì chỉ có nghìn ngàn rưỡi thôi thì anh em xài được 3 tiếng còn nếu mà 5 5 5 5 ngàn thì anh em xài phải tên 8 tiếng nha bao, bao anh em là từ cái đèn đỏ đầu xài là phải tên 8 tiếng đó thì mình bán mình sẽ vô combo toàn bộ hai viên này vô với bạch xả trong này đủ luôn vì cứ gắn đầu âm dương vô là xài thôi đó còn hộp này là mẫu pin mới đây ha còn màu xám là dòng 30a c ha thì dung lượng nó khoảng 2000 đó 2000 2000 2000 là khoảng không tới 2000 nha tầm gần nói 2000 cho nó tròn chứ không tới 2000 đâu dòng xả 30c là để chạy cho máy cắt máy khoan à thì anh em cặp lên ha máy nào chạy uh, 10 viên ha 10 viên là chạy được uh, 10 viên ra 4m nhưng mà dòng xả là 60a chạy cho máy khoan máy cắt ok ha còn pin này thì để xài cho xài dự phòng đó mẹ thì cũng được thôi nói chung là pin này tầm tiền cũng như rẻ tiền ha chứ không mắc đó rẻ chứ không mắc 40 000 ngàn viên ha ba mươi lăm bốn mươi ngàn viên bốn mươi viên ha đó thì làm toàn bộ trong sàn đèn để nó đầu ra thì nó bán trăm ba ha trăm rưỡi thì bao tới tay tới tới anh em luôn là ship luôn bao ship luôn là hai viên mạch xả, xả, gắn đầy đủ hết luôn về chỉ gắn vô thay đèn nó đầu xài thôi đó tại vì mình có sửa cho người ta xài á đèn đổi đầu với xài pin dự phòng ha có gì cứ alo trực tiếp này có cái máy ổ pin này ha dòng này 30 c để chạy cho đèn đổi đầu đây à, cái máy khoan máy cắt ha còn cái pin này á, là dòng xả 10 c là 10 a còn cái này là xả 30 a màu xám là 30 a ha lên mẫu test rồi 30 a còn này là 10 a đó dòng xả 10 a thì đây đèn đổi đầu mình có sửa nhiều rồi ha người ta cũng sửa bốn năm cái rồi bắt đầu người ta còn mấy cái người ta cho lại mình á người ta nói thôi để dành em sửa đi anh xài mấy cái máy ưng ý của anh thôi đó thì giữa phòng rồi ha thì có mấy cái đèn nó hư nữa thì đa số pin là mua ba trăm ngàn là toàn là đèn pin cũ không ha đó mà bữa mình cũng có tháo ra mấy cái đèn cho anh em coi để toàn pin cũ hết còn anh em gắn pin mới thì anh em xài ba bốn năm thì cái cái đèn bóng đèn đứt hư luôn đấy cục pin chưa hư ha mình để đầu mình xài hai năm sau mình lấy cục pin đó mình xài qua cái món khác nữa ha xài qua đèn khác tiếp đó thì mẫu mình test cũng quá ok rồi ha đây test xong lại lên rồi ha đó đang test dòng xả là cũng uh, lớn ha đó ở đây cũng đã xả xả rồi đây ngàn tám ngàn chín tại vì nói chung là anh em càng xả càng thấp thì dung lượng nó càng trồi còn thả xả càng cao thì dung lượng nó sẽ giật lại ha cái đó là quy luật rồi từ xưa giờ ai cũng biết đó